Chào các bạn, mà các bạn nghe câu chuyện cổ tích truyền thuyết về Sơn Tinh Thủy Tinh. Thủa ấy, vua Hùng Vương thứ 18 có một người con gái tên gọi là Mỹ Lương, sắc đẹp tuyệt trần. Mỹ Lương được vua cha yêu thương hết mực. Nhà vua muốn kén cho làng một người chồng phải thật xứng đáng, vừa hiền vừa tài, lên truyền lệnh mở hội kén rẻ. Trai tráng khắp lơi lô lức kéo nhau về kinh đô thi tài. Đã mấy ngày qua biết bao nhiêu chàng trai tuấn tú võ nghệ tài ba lần lượt ra chỗ tài nhưng vẫn chưa được nhà vua ưng chọn nhà vua đã hơi thất vọng thì bỗng nhiên có hai người cùng một lúc tiến vào và xin thi tài một người tên là sơn tinh còn người kia tên là thủy tinh một người ở vùng núi ba vì tuấn tú và tài giỏi khác thường chỉ tay về phía đông phía đông biến thành đồng lúa xanh chỉ tay về phía tây phía tây mọc lên dãy núi cao nhân dân trong vùng gọi chàng là sơn tinh còn một người ở mãi tận miền biển Đông, tài giỏi cũng không kém. Gọi gió, gió đến, gọi mưa, mưa tới, chàng này tên gọi là Thủy Tinh. Một người là chúa của những miền lon cao, một người là chúa của vùng nước thẳm. Cả hai đều rất xứng đáng làm rẻ của vua Hùng. Vua Hùng Vương lúc này băn khoăn không biết lên nhận lời ai, từ chối ai. Nhà vua cho mời các lạc hầu vào bàn bạc, nhưng vẫn không tìm được kế hay. Cuối cùng vua Hùng Vương phán rằng, hai người đều vừa ý ta cả, nhưng ta chỉ có một người con gái, không biết gả cho người nào. Ngày mai nếu ai đem đồ xính lễ đến đây trước 100 ván cơm lép 200 lẹp bánh trưng Bo chín ngà, gà chín cựa Ngựa chín hồng mau Thì sẽ được rước dâu về Sáng sớm hôm sau Sơn Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến trước Và được phép rước dâu về lúi Thủy Tinh đến sau không lấy được vợ Đã đùng đùng nổi giận Đem quân đuổi theo một hai đòi cướp lại Mỹ lương Thủy Tinh hô mưa gọi gió Làm thành rông bão Đùng đùng rung chuyển cả đất trời Dâng nước sông lên cuồn cuộn tiến đến đánh sơn tinh nước ngập lúa, ngập đồng, rồi ngập nhà, ngập cửa. Sơn tinh lúc đó không hề lao lúng, dùng phép màu bốc từng quả đồi, từng dãy núi, chặn từng dòng nước lũ. Nước dâng lên cao bao nhiêu, sơn tinh lại làm cho đồi núi mọc lên cao bấy nhiêu, hai bên đánh nhau dòng dã mấy tháng trời liền. Cuối cùng thủy tinh đuối sức, phải rút quân về, từ đó oán ngày càng thêm lặng. Thù ngày càng thêm sâu, không lăm lào thủy tinh lại không làm mưa làm bão, dâng nước lên đánh sơn tinh. Và lần nào thủy tinh cũng thua và bỏ chạy. Sơn tinh từ đó được nhân dân tôn là một trong bốn vị tứ bất tử của dân tộc. Mời các bạn nhấn vào nút đăng ký và nút đỉnh chiếc chuông để nhận thông báo khi có video mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.